Chào mừng các bạn đến với bản tin trưa ngày 1 tháng 4 năm 2024 của Tuyển Văn Hóa Vlog. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật tin tức mới nhất về thế giới bóng đá. Và bây giờ là những tin chính. Mbappé tỏ thái độ khi bị thay ra. Ở trận siêu kinh điển nước Pháp, rạng sáng nay, Mbappé đã chính. Phút 65, huấn luyện viên Luis Enrique đưa Gonçalo Ramos vào thay cho thủ quân đội tuyển Pháp. Khi biết mình phải rời sân, Mbappé buồn ra mặt. Với vẻ mặt ỉu xìu, tiền đạo 25 tuổi lầm lũi bước vào băng ghế dự bị. Không khó hiểu vì sao Mbappé buồn như vậy, bởi anh luôn trải qua tình cảnh tương tự tại Legend từ đầu tháng 2 năm 2024. Cụ thể, bảy vòng đấu gần nhất tại giải vô địch quốc gia Pháp, Mbappé thường xuyên không được đá chính, không được đăng ký hoặc phải rời sân thay người. Đáng chú ý, Mbappé trải qua tình trạng trên sau khi xuất hiện thông tin anh đã thông báo chia tay với PSG và đã chốt thỏa thuận với Real Madrid. Ngoài lý do trên, Mbappé còn thất vọng vì không được chơi trọn trận và ghi bàn ở trận siêu kinh điển nước Pháp, có thể là cuối cùng của anh với PSG. Theo nhiều nguồn tin uy tín tại Pháp, Tây Ban Nha và thế giới, cựu tiền đạo của AS Monaco sẽ chính thức gia nhập Real Madrid vào ngày 1 tháng 7 tới. Về phần mình, Mbappé khẳng định sẽ công bố tương lai trước vòng chung kết Euro 2024. Trở lại với những diễn biến chính trận PSG làm khách Marseille. 20 phút sau khi vào sân thay Mbappé, Ramos đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng Paris. Phút thứ 85. Trước đó, PSG dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Vitinha. Phút 53. Vượt qua Marseille, PSG độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Ligue 1 với 12 điểm nhiều hơn đội bóng thứ hai, Brest. Sau trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique đá 2 trận nữa, gặp Rennes tại bán kết cúp quốc gia Pháp ngày 4 tháng 4 và Clermont tại vòng 28 Ligue 1 mùng 7 tháng 4, trước khi tiếp đón Barca ở lượt đi tứ kết Champions League ngày 14 tháng 4. Haaland bỏ lỡ không tưởng. Vào đêm qua, Man City và Arsenal đã cầm chân nhau không bàn thắng ở trận đấu thuộc vòng 30 Premier League. Kết quả này khiến cho hai đội bị Liverpool vượt lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Hiện tại, Gerrard đang có 67 điểm, nhiều hơn The Gunner và The Citizen, lần lượt là 2 và 3 điểm. Man City và Arsenal đã chơi rất chặt chẽ, khiến trận đấu hôm qua không có nhiều tình huống đáng chú ý. Đáng kể nhân có lẽ là pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn 10-10 của Erling Haaland. Cụ thể, từ quả đá phạt góc của Kevin Bruyne ở phút thứ 83, Josko Kvaradion bật cao đỉnh đầu, đưa bóng đến cột 2. Ở vị trí đó, Haaland đã chờ sẵn trong tư thế chống trải. Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy lại dứt điểm hụt, khiến bóng đi hết đường biên ngang trong sự tiếc nuối của các đồng đội. Chứng kiến pha bóng này, Gary Neville đã thốt lên trên sóng truyền hình Sky Sport: Erling Haaland trông như chưa từng đá bóng vậy. Trong khi đó, Roy Keane không ngần ngại gọi chân sút 23 tuổi là cầu thủ hạng 2. Huyền thoại Man United còn nhấn mạnh chất lượng chơi bóng của Haaland quá kém, không chỉ ở trận đấu này. Quả thật, Haaland đã thi đấu không tốt ở trận đấu này. Xuân 90 phút trên sân, cựu xạ Dortmund xuất được 4 lần, 2 lần bị chặn và 2 lần không trúng đích. Trong số 22 cầu thủ đá chính, Haaland chỉ chạm bóng nhiều hơn Jorginho 23 lần so với 22 lần. Thậm chí tiền vệ người Italia còn phải rời sân ở phút 66. Haaland cũng chỉ chuyền chính xác 7 trên 11 lần, 64%. Nhưng điều này đã cho thấy tiền đạo người Na Uy gần như không tạo ra bất cứ tác động tích cực nào cho Man City ở trận này. Ở mùa giải này, Erling Haaland vẫn thường xuyên mất hút ở các trận cầu lớn, dù đã nổ súng trước Chelsea, Liverpool và Man United. Nhưng ngôi sao 23 tuổi chỉ được nhớ đến ở những khoảnh khắc xử lý lóng ngóng và bỏ lỡ vô duyên. Arsenal đạp đổ trước trận đáng tự hào của Man City. Rạng sáng ngày 1 tháng 4, Man City đã có cuộc tiếp đón Arsenal trên sân nhà Etihad, thuộc khuôn khổ vòng 30 ngoại Anh 2023-2024. Bất chấp việc bị kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, nhưng đoàn quân của Pep Guardiola lại tỏ ra cực kỳ bế tắc trong việc tiếp cận vòng 16-50 của The Gunners. Trong khi đó, đoàn quân của Mikel Arteta đã thi đấu rất kỷ luật trong suốt 90 phút, qua đó khiến cho cuộc đối đầu khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng. Với kết quả này, Manchester City đã không thể ghi bàn trong một trận đấu ở Premier League trên sân Etihad lần đầu tiên kể từ thất bại 0-2 cho Crystal Palace vào tháng 10 năm 2021. The Citizen đã ghi bàn trong 47 trận sân nhà liên tiếp, trường trận hòa vừa qua với Arsenal. Ngoài ra, Arsenal đã giữ sạch lưới trong cả hai lần gần nhất gặp Man City ở giải vô địch quốc gia mùa này, khiến họ trở thành đội bóng thứ tư giữ sạch lưới khi đối đầu với đội bóng của Pep Guardiola trong hai trận đấu của cùng một mùa giải, sau Borussia Mönchengladbach mùa 2014-2015, Manchester United 2020-2021 và Crystal Palace 2021-2022.
Trận đấu vừa qua diễn ra cực kỳ chặt chẽ khi chỉ chứng kiến 3 cú sút trúng đích, 1 cho Man City và 2 của Arsenal. Một trong 3 trận có từ 3 cú sút trở xuống ở Premier League mùa này, bao gồm cả trận đối đầu giữa hai bên vào tháng 10 năm ngoái cũng có 3 cú sút. Đáng chú ý, Manchester City và Arsenal đã hòa không bàn thắng lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2011. Với 33 lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai bên trên mọi đấu trường đều có nhất một bàn thắng. Liverpool là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Sau trận hòa không bàn thắng giữa Man City và Arsenal đêm chủ nhật, huấn luyện viên Pep Guardiola tuyên bố rằng Liverpool đang là ứng cử viên sáng giá nhất giành chức vô địch ngoại Anh, dù khẳng định đội bóng của ông ở đẳng cấp cao hơn so với hai kỳ phùng địch thủ. Các nhà đương kim vô địch ngoại Anh đã bị giáng một đòn mạnh và tham vọng lần thứ tư liên tiếp lên ngôi tại giải đấu số 1 xứ sở sương mù khi họ bị Arsenal cầm hòa không bàn thắng ngay tại Etihad vào chủ nhật của lễ phục sinh. Trước một hàng thủ được tổ chức tốt của huấn luyện viên Mikel Arteta, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã đành chấp nhận có trận hòa không đều đầu tiên tại Premier League kể từ tháng 3 năm 2023, đồng thời chấm dứt luôn chuỗi 75 trận có bàn thắng liên tiếp. Trận hòa của Man City với Arsenal cũng là lần đầu tiên The Citizen không thể ghi bàn trong một trận đấu trên sân nhà ở Premier League kể từ trận thua 0-2 trước Palace vào tháng 10 năm 2021, khép lại chuỗi 47 trận liên tiếp có bàn thắng được ghi tại Etihad. Với kết quả này, Man City vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và kém một điểm so với vị trí thứ 2 của đối thủ Arsenal, nhưng đã kém đội bóng dẫn đầu Liverpool 3 điểm sau khi thầy trò Jurgen Klopp đánh bại Brighton 2-1 tại Anfield trước đó. Khi được hỏi trong cuộc họp báo sau trận đấu rằng liệu Liverpool hiện có phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch hay không, Pep đã trả lời: "Đúng vậy, đội đầu bảng luôn luôn là ứng cử viên số 1, số 2 là Arsenal và chúng tôi đứng thứ 3. Điều đó từng nằm trong tay chúng tôi, nhưng bây giờ thì không. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là nghĩ đến trận đấu với Aston Villa vào thứ 4. Nếu bạn đứng đầu giải đấu, giống như chúng tôi đã từng làm trước đây, bạn là ứng cử viên sáng giá nhất." Bernardo Silva rất đồng tình với quan điểm của Guardiola: "Rất nhiều điều có thể xảy ra. Bây giờ chúng tôi không có quyền tự quyết, mà phải phụ thuộc vào Liverpool và Arsenal, vì chúng tôi không gặp họ nữa. Chúng tôi sẽ cần họ đánh rơi điểm, cũng như làm tốt công việc của mình và giành chiến thắng." Mặc dù vậy, khi được hỏi đội bóng nào đang chơi ở đẳng cấp cao nhất, nhà cầm quân người Catalonia tự tin nói: "Ngay bây giờ, Man City." Phản ứng trước vẻ ngạc nhiên của phóng viên, Guardiola nói thêm: "Trước mặt anh kia, anh không đồng ý à? Bạn không thể trông đợi những chiến thắng 7-0 hàng tuần trong suốt 6 năm qua. Tôi thấy đội bóng của mình vẫn luôn ổn định, cạnh chúng tôi gây sức ép tầm cao. Chúng tôi chỉ để lọt một hoặc hai quả tạt mà thôi. Hãy xem cách Arsenal kiểm soát tình hình. Chúng tôi không để cho họ có được quá nhiều quả phạt góc. Điều đó không hề dễ. Đôi khi chúng tôi phải đương đầu với khối đội hình thấp cực kỳ xuất sắc của Arsenal ở trận này. Họ được quản lý tốt và các cầu thủ thực sự giỏi. Bạn thử gõ cửa nhà các huấn luyện viên khác xem liệu bất kỳ ai trong số họ có thể làm được điều đó hay không. Với tư cách một đội, chúng tôi vẫn ở đó. Chúng tôi có thể cần cải thiện hơn ở một số khía cạnh, nhưng tôi hài lòng. Tôi đã nói với cả đội rằng đừng buồn, bạn phải ghi nhận Arsenal vì những điều mà họ đã làm được." Pep khép lại. Kiatisak nói về khả năng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Công an Hà Nội đã đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách trong trận đấu thuộc vòng 14 V-League 2023-2024. Chiến thắng này giúp cho đội bóng ngành công an tiếp tục chuỗi phong độ tốt, bám đuổi Nam Định trong cuộc đua vô địch. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Kiatisak cũng đã nhận được câu hỏi về khả năng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam khi huấn luyện viên Chelsea vừa chấm dứt hợp đồng với VFF. Chiến lược gia người Thái Lan bày tỏ: "Cảm ơn tất cả người hâm mộ Việt Nam đã luôn ủng hộ tôi. Bản thân tôi rất hạnh phúc khi được làm việc tại Việt Nam. Bóng đá luôn có thể xảy ra mọi điều. Hiện tại, tôi muốn tập trung tối đa cho công việc tại công an Hà Nội." Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cần phải hiểu rõ bóng đá Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ đưa bóng đá Việt Nam từng bước tiến sâu tại sân chơi châu lục. Trước mặt, VFM đang lên kế hoạch tìm kiếm người kế nhiệm huấn luyện viên Chelsea và đang hướng tới những cái tên có chuyên môn tốt, nhưng cũng phải phù hợp với bóng đá Việt Nam, tránh đi vào vết xe đổ của chiến lược gia người Pháp. Trong trường hợp chưa tìm được ứng cử viên thích hợp, VFM sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền cho đơn FIFA Day tháng 6 tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.